Xin chào cả nhà. Ở Đà Lạt được mấy ngày thì đồ đạc cũng đã có nhiều rồi. Bây giờ Quyên sẽ gom đồ để mà mình đi giặt nha. Ở chỗ mình thuê á, có luôn máy giặt, vì vậy mình giặt đồ cũng tiện. Em làm gì á? Chơi bay mấy kỳ hả? Chị. Nè, lớn nha. Từ từ. Đi. Rồi, đi. Rồi, đi lớn này. Bây giờ sẽ dẫn cả nhà vô phòng nghe. Mở cửa ra. Cái giường gì nè cả nhà, trệt á. Một cái tông màu trắng nha. Có rèm. Ở đây là kiến nhìn ra ngoài bầu trời luôn nè. Buổi trưa rất là đẹp luôn á. Buổi trưa sẽ có mây, mây trắng bầu trời xanh nè. Ở đây thì có một cái bàn gỗ. Chỗ này mình để đồ quần áo mình phơi ở đây. Mây nóng. Khu lơ gì nè. Ở đây có một cái gương. Ở đây có cái kệ nữa. Kiến khắp mọi nơi ta. Tông màu trắng, rèm màu xanh. Đó, phòng đơn giản như vậy cả nhà. Nhà vệ sinh như này. Có máy nước nóng lạnh luôn. Ở Đà Lạt á mà không có máy nóng lạnh này nè là tắm không nổi luôn á cả nhà. 20.000 won một đêm. 20.000 won thì khoảng 350.000. Đúng rồi. Mattress cũng tốt. Cái này kiểu như mình thuê có một cái phòng thôi, rồi nhà bếp sử dụng chung. Ở đây cảm giác giống như là tách biệt với thành phố vậy đó. Nhưng mà chỉ cần mình chạy xe chừng khoảng 5 phút, không tới đâu, 4 phút là tới thành phố rồi, là tới trung tâm rồi. Mimi ơi. Thôi ơi, mê lắm. Cho con nè. Hai chị em đang đi ra đây nè. Ở dưới đây có một cái chỗ để mà buổi tối mình có thể ăn đồ nướng BBQ á. Maggie đi theo mình nè. Đi con, đi. Vô. Mình có thể nhìn ra ngoài đây nè. Cái view này. Nằm giống nữa. Nướng ở đó, ngồi đây ăn. Đang ngồi trên làm gì cả nhà. Mình sẽ sắp xếp một buổi chiều xuống đây ngồi nướng ăn nha. Trái này là trái gì, nó giống như trái ngòi á. Chuẩn bị nướng BBQ ở đây nè. Nhưng ngày hôm nay á, Quyên thắt bím á. Tóc bây giờ nó cong luôn nè. Thả ra cái nó cong, giỡn sống ha. Wow, BBQ hả? Bây giờ em sẽ dẫn anh đi một vòng đây để mà tham quan vườn cây nha. Một trong những đặc sản đó là cà phê. Cái này là trái cà phê chín rồi.
mình có thể hái và ăn thử luôn. Ăn thử. Mở cái vỏ em ở bên ngoài ra, ăn cái phần trắng trắng ở trong, bỏ cái hộp, bỏ hai cái hộp. Đây cái hộp à. Nó rất là ngọt luôn nha, ngọt thanh thao. Mình chỉ ngậm ngậm cái vỏ ngoài thôi. Cái này là gì vậy? Anh nhìn đi, coi thử coi đó là cây gì. Cây này là cây ổi, xin một trái. Ủa? Ồ, ăn được ha. Qua phở mà. Đúng không? Chín không? Ổi rất là nhiều trái luôn á. Mình ăn BBQ thì mình phải có ăn la xét, một củ khoai. Hồi tối đi chợ đêm ăn còn nửa củ. Dâu. Dâu cũng nướng nữa. Dâu này ăn la xét. Dâu thì mình còn bao nhiêu đây thôi, sẽ đổ chung vô luôn. Có một cái này nè bạn ơi. BBQ. Đây là ba gọi bò. Cho lên. Tôm Việt Nam. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nướng nha. Ok nha. Đây. Cảm ơn nha. Không khí quá là mát luôn á. Nhưng mà với em thì hơi lạnh rồi. Bánh dứt em ơi. Mời cả nhà nha. Chấm với sốt. Ngon. BBQ là ngon. Thịt bò đã chín rồi. Nước sốt mình để bên này. Làm sao mình ta? Mình sẽ kê tư xe vô. Mình sẽ kê tư xe vô. Con số này là wasabi nhất. Ngon quá. Ba rọi mỡ nhiều quá. Tôm bắt đầu chín rồi. Hôm nay ăn đây ngon anh ha. Ngon ghê. Mời cả nhà nghe tôm nướng. Này ngon hơn quá ngon. Cả nướng nha, nướng cả nha, sẽ thường ngon lắm á. Chấm sốt cà chua. Mời cả nhà miếng gà nha. Mỗi lần lên Đà Lạt là một trải nghiệm khác á. Different season. Có rất là nhiều cái để mà mình trải nghiệm luôn á cả nhà.
lên sao em ơi? Nếu chúng ta nên ta làm một lần nữa và một cắm trại. Ồ, ta là còn nhiều nói mình có thể cắm trại mà đúng không? Có. Nếu mà mình cắm trại một mình á thì nguy hiểm. Nguy hiểm hả? Mà còn cắm trại mà có cái tour anh là ok, tại vì có mọi người á. Nếu hai chỉ hai người cắm trại thì có thể nguy hiểm ha. Rất là có thể nguy hiểm. Cúp rừng á. Tôm mình nướng á, giỏ giòn. Chia. Ở ngoài trời lạnh, uống này cũng lạnh. Cà gót baby. Tỏi nè. Đây đi. Ngon ghê hồng. Nhưng mà mình thiếu một cái màu xanh đúng không? Màu xanh thì sẽ cho đậu bắp vô. Dạ. Cà chua rất là nóng luôn á nha. Anh quản lý ở đây mời anh uống một ly rượu và mình một ly nè. Đây là rượu gì anh? À, whisky. Dạ. Một, hai, ba. Vô. Cái này mới đúng là chia nè. Đúng à. Em quản lý này á, con người tiếng Anh rất là dễ đúng không? Đúng rồi. Thơm á. Uống. Sao vậy? Uống đi. Thơm quá ha. Đủ vậy thơm. Thơm giống như nước hoa luôn á. Một ít nấm kim châm. Rồi. Enjoy your meal. Cảm ơn em nha. Bây giờ mình sẽ để bên đây. Giờ mình sẽ thay đổi khẩu vị một chút, mình sẽ ăn với cái này nè. Okay. Ăn với lá rong biển nha. Thịt sườn cũng đã chín, em để thịt trên sườn nha. Thịt nướng bằng than á, thơm á ha. Tỏi ngon. Giòn giòn. Are you there? No. A few hours later. Đó. Cái gì khách này bây giờ là không mời mà tới, nhưng mà giờ tới ở chơi luôn.